Những Python library mà bạn cần phải biết. Arrow, không có gì tệ hơn việc phải xử lý ngày giờ trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào. Arrow cung cấp cho bạn một API tuyệt vời để dễ dàng làm việc với các đối tượng ngày giờ. TinyDB là một cơ sở dữ liệu dựa trên tài liệu nhỏ gọn, cho phép bạn tạo, cập nhật, truy vấn và nhiều thứ khác. Django là một framework đầy đủ tính năng giúp bạn xây dựng ứng dụng web. Qt giúp bạn xây dựng ứng dụng dòng lệnh một cách dễ dàng. Với Qt, bạn chỉ cần thêm các decorator trên các hàm của mình và điều này cơ bản giúp bạn phân tích tất cả thông tin liên quan. RQ bất cứ khi nào bạn cần sắp xếp hàng đợi công việc và RQ là giải pháp đơn giản và dễ dàng nhất. Đối với Flask, nếu bạn cần một máy chủ web thực sự đơn giản thì Flask là lựa chọn tốt nhất hiện nay. Pandas làm việc với một lượng lớn dữ liệu trong các tệp CSV, JSON, HTML, SQL thì Pandas là cách bạn sẽ phân tích dữ liệu đó. Và Cybersoft Academy luôn có các khóa học dành cho những bạn đang rảnh hoặc sắp rảnh, đang muốn kiếm thêm thu nhập và tìm hiểu về ngành công nghệ.